Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc Redmi K40S nhé. Nhìn cái hộp bên ngoài có vẻ không được uy tín lắm các bạn nhỉ. Nhưng mà chắc là không sao đâu, cứ mở ra. Chiếc điện thoại này có giá là 8,3 triệu nhé. Ở đây thì được tặng thêm một cái SIM này, nhưng mà bỏ qua nó một bên nhé. Đến với nhân vật chính luôn. Các bạn có thể nhìn qua thông số ở trên hộp đây. Bản 6GB, 128GB. Chiếc điện thoại này có 3 tùy chọn RAM và 2 tùy chọn ROM để các bạn lựa chọn nhé. Bây giờ thì cũng bóc ra nào. Đây, như các bạn thấy, đầu tiên vẫn là que chọc SIM và một quyển hướng dẫn sử dụng thôi. Tiếp theo là ốp lưng bằng nhựa dẻo trong suốt. Không biết các bạn thế nào chứ mình thì mình chỉ thích loại ốp trong suốt kiểu như vậy thôi. Máy thì từ từ để sau xem sạc trước nhé. Đây là củ sạc 67W. Các bạn có thể sạc 100% pin chỉ trong khoảng 38 phút thôi. Giờ thì quay lại với máy nào. Bây giờ thì bóc lớp bảo quản vệ này ra nhé. Đây các bạn có thể nhìn qua thiết kế bên ngoài. Máy có màu đen, thiết kế cũng khá là mỏng, chỉ khoảng 7,7mm thôi. Cầm cảm giác rất là vừa tay mà không bị nặng đâu. Camera thì nhìn khá giống với lại của Redmi K50 Pro, các bạn có thể xem. Nhưng mà độ phân giải camera chính thì chỉ có 48MP thôi. Ngoài ra còn có chống rung điện tử nữa. Màu đen như này thì mình thấy mặt lưng đỡ bị bám dấu vân tay. Chứ mình thấy một chiếc Redmi K40S màu bạc rồi, các dấu vân tay bám vào rất lộ, nhìn cảm giác nó khó chịu lắm các bạn ạ. Bây giờ thì mở máy lên và test hiệu năng nhé. Bắt đầu test này. Rồi xong rồi, các bạn có thể thấy điểm số AnTuTu của máy là gần 680.000, rất là mạnh. Mà sau khi test xong thì máy chỉ tăng thêm 1 độ C và giảm 4% pin thôi. Nói chung là cũng khá ổn định. Phía dưới của máy là khe cắm thẻ SIM, cổng sạc và loa ngoài. Còn cạnh bên phải vẫn là nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn kết hợp với dấu vân tay giống các điện thoại khác của dòng Redmi thôi. Phía trên thì là micro phụ và loa, nói chung là không có gì khác biệt cả. Chiếc máy này thì không có jack 3.5 và thẻ nhớ nha mọi người. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu mà thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye!